khai trương shop Blockfruit thuyền trưởng song soi với vô vàn ưu đãi 10k với 75 lookbook. Cơ hội sở hữu app Max Level chỉ với 15k. Danh mục V4 full gear siêu hot thêm nữa là mục tự chọn đa dạng Nick VIP Pro. Bên cạnh đó thì còn có app game liên quân và app Free Fire. Link dưới phần mô tả nhé. Xếp hạng 10 người cá mạnh nhất Sinbay có phải top 1? Người cá từ lâu đã trở thành một trong những chủng tộc đặc biệt và có nhiều đất diễn nhất 1P. Nếu anh em để ý thì trong rất nhiều bằng tặc bá đạo như là bằng Big Mom, Bách Thú, Roger, Dâu Trắng và kể cả bằng Vũ Dơm cũng có cho mình những thành viên chảy trong mình dòng máu này. Dù họ có bị chèn ép đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể nào phủ nhận được đây là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất 1P. Vậy thì liệu anh em đã biết đâu là 10 đại diện mạnh nhất mà vùng đất sâu 10.000m dưới đại dương này đã từng sản sinh ra hay không? Và hôm nay hãy cùng xăm soi đi tìm hiểu điều đó nhé. À mà trước đó mình cũng lưu ý luôn một điều rằng video ngày hôm nay sẽ chỉ xếp hạng người cá tại Vương quốc Long Cung, tức là chủng tộc người cá thôi, chứ cũng không so đến người cá trọi Dellinger hay là chủng tộc Kappa của Kawamatsu nhá. Và xong rồi thì ấn một like và ghét cùng ngay thôi nào. Số 10, Horizon. Xếp hạng số 10 ngày hôm nay là đại ca của quận người cá, cũng là một trong những tên độc ác nhất chủng tộc, đó là Horizon. Nếu chơi đồ nuốt kẹo vào như là trận chiến với Luffy, Hody hoàn toàn có thể vào đến top 5, nhưng video này chúng ta cũng chỉ xét đến sức mạnh thuần túy thôi. Và vị trí của hắn cũng chỉ đáng để lót đường ở hạng 10 mà thôi nha. Cụ thể thì tên này là một người cá mập trắng, cho nên sở hữu bộ răng sắc nhọn, thể lực to lớn và thân hình cũng vô cùng vạm vỡ. Hắn mạnh hơn tất thảy những gã tội phạm ở trong quận người cá và được tôn lên làm đại ca. Sau này cũng trở thành thuyền trưởng của bằng tặc người cá mới. Dù là một nhân vật sau time skip nhưng sự thật là Hody cũng không mạnh như chúng ta tưởng đâu. Thanh niên này không hề biết dùng Haki mà chỉ chiến đấu bằng bản năng và sự tàn ác. Từng bị Zoro đánh bại ngay trong nước một cách tương đối dễ dàng. Nếu để hắn solo với Elon mình nghĩ chắc là Hody cũng thắng suýt soát mà thôi các bạn ạ. Số 9 đó là Kama. Cho anh em nào chưa biết thì Kama dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là nghiệp chướng. Và thế quái nào lại có một thanh niên là mang tên nghiệp chướng. Mình cũng bó tay luôn các bạn ạ. Và quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay. Kama là một đội trưởng trong Liên minh Dâu Trắng với dòng máu người Bạch Tuộc. Phong cách chiến đấu của anh là phái lục kiếm, gấp đôi tham kiếm của Zoro. Và đương nhiên cũng thuần thục hai loại Haki ở mức cơ bản rồi. Trong quá khứ khi mà còn là giang hồ lang thang, Kama đã từng đụng độ với Kozuki Oden tại một hòn đảo gần Wano. Dân chơi Kozuki khi ấy đang bị thương nên xém tí nữa đã bại trận dưới tay của thanh niên Bạch Tuộc này. Cũng may là nhờ bố già Dâu Trắng đến giải cứu đấy. Ngoài ra trong trận chiến Marineford, Kama cũng tham chiến vô cùng năng nổ. Và sức mạnh của anh hoàn toàn có thể so với các nhân vật khác ở trong liên minh như là MCW hay là West Bay. Dù vậy cũng chỉ đủ để xếp ở hạng 9 thôi. Không phải vì khứa này yếu mà những người ở trên quá mạnh. Số 8, Aladdin. Không phải thần đèn ở trong truyền thuyết, Aladdin là một người cá cực mạnh thuộc giống loài Blotula Merman. Sức mạnh của anh đủ để Big Mom chọn làm con rể, cũng như hiện tại đang là thuyền trưởng của bằng tặc mặt trời. Những sức mạnh đơn giản như thể chất hay Haki cũng không cần nói đến rồi. Một trong những thứ đáng chú ý hơn đó là Karate người cá và Jujutsu người cá rồi. Hai môn võ này, một cương, một nhu, đủ để Aladdin chiến đấu trong mọi tình huống. Dù là dưới biển hay trên cạn thì cũng không thành vấn đề. Ngoài ra, chiến công nổi bật nhất của anh đó là từng so kè được với Oven, một trong những chỉ huy mạnh nhất ở trong băng Big Mom. Dù có vẻ như Aladdin đã thất thế, nhưng việc cầm chân được Oven cũng rất chi là đáng ghi nhận rồi anh em ạ. Đến cả anh ba trước đây cũng bị thanh niên lò nướng này ao trình đấy. Số 7 đó là Neptune. Thông thường vua của một vương quốc như Riku, Cobra vì quá bận việc quản lý đời sống cho người dân nên không thể nào trở nên mạnh mẽ được. Nhưng vua Neptune thì khác nha. Ông có thể được xem là một trong những chiến binh mạnh nhất còn ở lại ở vương quốc Long Cung. Ngay từ khi còn bé, Neptune đã đủ mạnh để bảo vệ cho người cá khỏi các cuộc tấn công của giới hải tặc. Ông còn có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với Roger và Dâu Trắng. Dù hiện tại chưa thể hiện mình có Haki, nhưng Neptune lại có những sức mạnh khác. Đầu tiên là vô vàn kỹ năng với cây đinh 3, trong đó thì có một tuyệt chiêu đủ mạnh để tạo ra xoáy nước. Thứ hai là thể chất khổng lồ, vượt trội hơn nhiều so với các thanh niên bên trên. Một cú đấm của ông có thể đục một lỗ lớn trên mặt đất tương tự như là Gear Third của Luffy vậy.
Và đỉnh cao nhất, bố của Shirahoshi còn có thể giao tiếp và ra lệnh cho loài cá voi. Dù giống loài của ông là người cá vây tay, một loài cá sống từ vài chục triệu năm trước. Mà một con cá voi to lớn ra sao hẳn anh em đều biết đúng không nào? Nó giống như một phiên bản dùng thử của Poseidon vậy. Chỉ đáng tiếc tính cách của ông quá hiền lành nên sức mạnh ít khi được chú ý thôi. Chứ mà tập trung rèn luyện thêm Haki nữa có khi đã ở hạng cao hơn rồi. Số 6. Wadatsumi. Không biết dùng võ người cá, không hiểu về Haki, cũng chẳng thể dùng vũ khí, nhưng Wadatsumi lại chiếm trệ ngồi ở vị trí hạng 6 chỉ với một loại sức mạnh duy nhất, đó là kích thước siêu to khổng lồ đến mức mà bất thường. Cụ thể thì khứa này cao đến hơn 80m và năm nay chỉ mới 25 tuổi, tức là vẫn còn phát triển thêm nữa đấy anh em ạ. Trong trận chiến đảo người cá, Wadatsumi dường như mạnh hơn tất cả những chiến binh nơi đây. Dù ở dưới trướng Hody và Deacon, nhưng mà sự thật là gã to xác này mạnh gấp 10 lần chúng. Chẳng qua là bị đồng tiền nô lệ mà thôi nhá. Vì sức mạnh quá lớn như vậy, đến cả Karaken cũng chưa chắc thắng được Wadatsumi. Nên Oda đành phải dành cho anh ba Sanji xuất trận dùng Haki mới khiến gã to xác này chịu thua thôi. Gần đây nhất tại lãnh địa đỏ bánh, Wadatsumi đã tung một đấm thổi bay khoảng chục con tàu của Big Mom và đã tham gia vào nhóm câu giờ, thành công giúp Luffy và các đồng đội chạy thoát. Điểm yếu duy nhất của hắn đó là quá ngu ngốc anh em ạ. Đúng là kiểu IQ bằng không luôn đấy. Thông minh hơn một xíu thì bao mạnh rồi. Số 5, chúng ta có Namu. Nếu như Kama chỉ là một trong những chỉ huy trong Liên minh Dâu Trắng thì Namu lại VIP Pro hơn nhiều khi anh là một trong những đội trưởng trên tàu Modic luôn. Đây là một người cá mập với thân hình tương đối nhỏ bé so với những nhân vật khác, nhưng bù lại Namu có tốc độ cao, Haki mạnh mẽ và hàm răng vô cùng sắc nhọn. Trong trận chiến Marineford, anh có thể cắn vỡ cả một cây rìu khổng lồ trong tay của đám hải quân nhai giòn như snack, cũng như là thể hiện một sức mạnh cũng không hề thua kém Phó Đô Đốc. Ngoài ra, với cách ra đòn như đã thấy, mình khá chắc rằng Namu thì cũng là một bậc thầy về karate người cá tương tự Jinbei nhà ta các bạn ạ. Và bằng chứng rõ nét nhất cho sức mạnh đạt top 5 không gì khác ngoài ngôi vị chỉ huy sư đoàn 8 của bảng tặc dấu trắng, tức là sức mạnh của anh dễ dàng ngang bằng với một Tobi Robo của Kaido đấy anh em ạ. Thứ 4 đó là Fischer Tiger. Nếu như mà anh em hỏi mình đâu là người cá vĩ đại nhất, chắc chắn Samsoi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là Fischer Tiger. Nhưng trong bảng xếp hạng ngày hôm nay, ông chắc chỉ có thể đứng ở hạng 4 mà thôi nha. Giống loài của Tiger là cá cháp biển, một loài cá được dùng chủ yếu làm thức ăn và đương nhiên là cũng không cung cấp bất kỳ một lợi thế chiến đấu nào như là hàm răng cá mập hay là 6 tay như bạch tuộc cả. Bù lại, Tiger đã chú tâm vào rèn luyện sức mạnh và cuối cùng trở thành thuyền trưởng của bảng tặc mặt trời lừng danh. Nói cụ thể hơn nhá, đầu tiên về thể chất này, Tiger có thể dùng tay không để leo lên Red Line với độ cao là 10.000m. Nên nhớ rằng nhá, Luffy nhà ta dù có trái ác quỷ, nhưng mà khi leo lên đến độ cao 1.000 hoặc 2.000m của ngọn núi trung tâm đảo Drum thì cậu đã gần như là kiệt sức rồi. Cách đây hơn 10 năm, một mình Tiger đã chiến đấu chống lại Phó Đô Đốc Strawberry và quân đoàn hàng trăm người được trang bị vũ khí đầy đủ. Ông chỉ gục ngã sau khi mà đã đánh bại khoảng 90% số binh lính ấy thôi. Đặc biệt nhất, việc Tiger tấn công thánh địa, đập cho bọn lính canh một trận và giải thoát rất nhiều nô lệ được xem là một hành động vừa anh hùng vừa biểu trưng cho sức mạnh của ông. Bù lại, mình nghĩ rằng khi ấy thánh địa không hề có CP0 hay những kẻ đạt đẳng cấp cao nên sức mạnh của Tiger cũng sẽ không vượt qua được level chỉ huy tứ hoàng. Vào đó thì cũng chính là kẻ xếp hạng 3 ngày hôm nay. Số 3 đó là Jack. Sau khi bị Zunisa cho xuống biển ngắm cá, Jack đã không chết dù bản thân hắn đã ăn trái ác quỷ. Mãi sau này chúng ta mới biết được rằng thứ đã cứu hắn là dòng máu người cá giúp thở được dưới nước. Giống loài của thiên tai số 3 băng bách thú là cá mú khổng lồ, bảo sao hắn lại to lớn và vạm vỡ đến như vậy. Và cho anh em nào chưa biết nha, thì đã từng có một con cá mú khổng lồ nặng 216kg làm thịt cả một con cá mập ngay trước ống kính máy quay thế giới động vật đấy. Và quay trở lại với Jack, chẳng biết ngày còn nhỏ có sống ở Long Cung Thành hay không, nhưng mà tên này cũng chẳng có chút sức mạnh nào liên quan đến người cá cả. Và thay vào đó là dùng vũ khí như loài người, ăn trái ác quỷ voi và chiến đấu bằng Haki.
Dù là thiên tài đắc lực dưới trướng của Kaido với sức mạnh ngang bằng Inuarashi, nhưng nếu so với lão đại Jinbei thì chú voi con ở bản đôn này vẫn còn non lắm. Số 2 là Jinbei. Ngay từ khi mà Tiger còn sống ấy, Jinbei đã vô cùng nổi tiếng với sức mạnh của mình rồi. Theo dự đoán thì lão đại cũng phải đạt đến 90% của Tiger, chứ cũng không hề thua kém đâu anh em ạ. Càng về sau, Jinbei phát triển sức mạnh của mình một cách càng khủng khiếp hơn. Ông không chỉ sở hữu Haki vũ trang ở mức siêu cứng, mà còn là một bậc thầy số 1 về karate người cá. Tại Ác Đảo Bánh, Jinbei là người duy nhất ngăn chặn được một đòn tấn công của Big Mom mà cũng không bị thương nặng. Tức là ông còn mạnh hơn cả Gear 4 của Luffy đấy anh em ạ. Gần đây nhất dù chỉ đánh bại Hushu một cách dễ dàng, nhưng hầu hết fan One Piece chắc cũng đồng ý rằng nếu Jinbei được chiến đấu với Jack ấy, tỷ lệ ông thắng là 100%. Còn nếu đánh với Queen thì cũng phải lên đến khoảng 90% đấy. Vậy thì kinh thì sao nhỉ? Anh em nghĩ Jinbei có đủ sức so kèo với thiên tai số 1 của băng bách thú hay không? Comment bên dưới để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nha. Số 1 đó là Sunbelt. Và cuối cùng cũng là người cá top 1 server trong video ngày hôm nay. Có lẽ là một cái tên tương đối xa lạ mà chỉ những anh em fan cứng của One Piece mới biết thôi. Sunbelt, chuông mặt trời. Giống như các thành viên khác trong băng, Sunbelt thì cũng chưa được thể hiện quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng có bằng chứng cho việc ông mạnh hơn Jinbei ở thời điểm hiện tại. Đó là ở trong băng tặc Crozer, Sunbelt là một trong những chỉ huy cấp cao tham gia vào toàn bộ các trận chiến như là God Valley, Edward hay là giao lưu 3 ngày 3 đêm với băng dấu trắng. Bên cạnh Jay Lee, Gaban, Krukut và Nodon, một chỉ huy dưới trướng của vua hải tặc ít nhiều trình độ thì cũng phải là đô đốc. Jinbei hiện tại vẫn chưa đạt đến mức đó nên vị trí top 1 ngày hôm nay là hợp lý đúng không nào? Tuy nhiên trong tương lai khi mà lão đại cùng với Jinbei vượt qua được hàng chục trận chiến nữa, ông chắc chắn sẽ trở thành người cá vĩ đại nhất rồi. Và tất nhiên ông cũng sẽ là người cá mạnh mẽ nhất, biết đâu thì còn sở hữu luôn cả Haki Báo Vương đấy. Anh em có nghĩ giống Sam Soi không? Nếu có thì nhớ ấn một like nhá. Và rồi video ngày hôm nay cũng đã kết thúc đấy rồi. Nếu như anh em cảm thấy hay ho, thú vị, đừng quên ấn cho Sam Soi một like, một đăng ký kênh để bắp thêm tinh thần cho mình, có thể ra thêm nhiều video hay ho hơn nữa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm ba bạn may mắn ở góc comment ngay thôi nào. Một bạn giấu tên. Theo mình nghĩ không chừng lúc lo trị thương cho Luffy thì đã phẫu thuật bất tử cho Lù rồi. Việc lo phẫu thuật bất tử cho Luffy thì tỷ lệ cao cũng xảy ra, nhưng chưa phải hiện giờ đâu bạn nhé. Bởi vì sau khi làm điều đó ấy, đồng nghĩa với việc anh luật cũng hẻo luôn đấy. Bạn Xuân Hạ Thu Đông, tính ra trái Nika chùm phim rồi. Chùm ở trong tay Joy Boy ngày xưa thôi nhá, chứ Luffy hiện giờ nhìn vào cách dùng vẫn chưa thuyết phục lắm đâu bạn ạ. Đánh một con báo còn chưa xong nữa cơ mà. Bạn Hùng ZZ, ổng ăn trái mini mini nên bị hóa nhỏ nhưng chết rồi vì giờ trái đó có người khác dùng. Ấy à, giả thuyết này nghe cũng hợp lý phết đấy nhở. Mini mini hiện giờ mình nhớ không lầm là thuộc sở hữu của một cô bé tộc khổng lồ có tên là Lily thì phải. Nhưng mà cô nàng này cũng chỉ xuất hiện ở trong ngoại truyện mà thôi. Và cuối cùng anh em muốn được đọc tên những ba bạn may mắn bên trên ấy, đừng quên để lại comment về bất cứ một cái điều gì nha. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo. Bye bye.